Chiều nào anh với em nép bên thềm mưa hai đứa xem. Dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm nhưng em có quên. Ngồi bên nhau chú mưa biết em về đâu ai đón đưa. Đường xa chân lối thưa chúng ta cùng đi chung với nhau. Còn mười sao, còn mười sao, còn mười sao, còn mười sao sau đi. Xin chào các cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube TV Cá Viên Chiên. Hôm nay là buổi talk show nói về một người em trong cộng đồng của LGBT của VV. Thì đó, nói chung là bao nhiêu cái cảm xúc, bao nhiêu cái hoài bão và bao nhiêu cái ước mơ của chị em trong cộng đồng LGBT của VV. Thì ngày hôm nay VV sẽ một nhân vật. Em này nói chung thì cũng gọi là dễ thương, cũng gọi là ca hay, cũng gọi là vừa đẹp nữa. Thì lần đầu tiên đã xuất hiện trên kênh của VV. Thì VV sẽ tiếp nối những cái khoảnh khắc của chị em ở trong đây để chúng ta hãy lưu giữ lại những kỷ niệm và để cho các cô chú anh chị trong và ngoài nước đã xem trên kênh của VV và hiểu được nhiều hơn về chị em trong cộng đồng LGBT của VV nha. Và bây giờ mọi người hãy đón xem một người em này, nói chung là rất là hoàn toàn mới luôn, là thì cũng ra chơi, thì VV cũng ra ở ngoài quán ngồi chơi đó, thì cũng gặp em này cũng rất là dễ thương luôn, là vừa hát hay nè, rồi vừa rất là uyển chuyển linh hoạt trong sự mà vui đùa đó mọi người. Thì không chờ gì hơn thì VV sẽ xin mời một nhân vật của em gái VV tên là Thúy Hằng. Mời em vô. Rồi, em có gửi lời chào đến các cô chú anh chị của chị trên kênh YouTube của chị không? Lời đầu tiên em xin gửi lời chào tất cả cô chú anh chị trên kênh VV Cá Viên Chiên ạ. Đúng rồi. Thì em có em giới thiệu là em ở đâu, em tên gì, thì năm nay em bao nhiêu tuổi để cho mọi người để hiểu em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Dạ, mọi người hay kêu em là Thúy Hằng đó chị. Em quê ở An Giang. À. Khi mà nếu mà bây giờ là em hiện tại là em ở Sài Gòn, là em đang sinh sống ở Sài Gòn, thì em có là em là thuê nhà hay sao em, hay là dạ, em ở nhà thuê. À. Ngày xưa thì em ở phòng trọ, nhưng mà do tính chất công việc đi sớm về khuya, ca hát về muộn rồi người ta khóa cổng rồi, cho nên em mướn nhà nguyên căn nhưng mà ở, nhưng mà em có nuôi chó rồi cho nó tự thuận tiện. Dạ. Vậy thì là em sinh sống một mình, em tại ở đâu luôn em? Một mình à? Em ở Hóc Môn. À, Hóc Môn. Thì đó, mọi người cũng như đã thấy rồi đó, thì một người em này, nói chung thì VV cũng biết em này qua giống như là ở ngoài chỗ chung cư cao ốc A đó, thì VV cũng có làm những vài chuyến thiện nguyện ở ngoài đó, thì VV cũng đã gặp em này, cũng trong cộng đồng chỗ thấy vui lắm, thấy em như là gọi là nhiệt huyết mà chứ gọi là rất là vui và hát cũng rất là hay luôn. Thì em có nếu mà em có thật sự là em nghĩ về em nghĩ sao về cái LGBT của chị em mình như thế nào không? Dạ, mỗi người sinh ra là một phận số đúng không, là có trai thẳng nè, có gái thẳng nè, thì dĩ nhiên á, là ông trời cũng phải chiêu đùa, có một hai cái gì đó là không có hoàn thiện. Hoàn thiện ở đây là sao, không phải là tật nguyền gì, nhưng mà ý em nói ở đây á, là giống như là thân hình thể xác con trai mà tâm hồn con gái đó. Từ nhỏ tới lớn là em thích chơi búp bê nè, rồi em đi học nè, em chỉ chơi với bạn nữ thôi, rồi từ từ lớn lên em vấp ngã nhiều cuộc tình, xong rồi em mới để dành tiền nuôi tóc cho dài ra, rồi em đủ tiền em sang Thái em chuyển giới tầm trăm. Mà động lực gì khiến em mà đi tới sang Thái em chuyển giới luôn? Dạ, em vấp ngã trong nhiều cuộc tình đó chị. Em có thể chia sẻ về một cái vài cuộc tình để cho mọi người cùng biết không? Em học tới lớp 12, em 18 tuổi. Em không có thi đại học, nhưng mà em đi làm. Em đi làm thì em vô công ty, em yêu người ta mà người ta không yêu em. Đó, người ta chiêu giễu cợt em, người ta nói trời lấy em về làm ăn cái gì thế này thế nọ thế kia. Thì mình cũng không có trách người ta được, thì đơn giản là một cái thể xác mình vậy sao yêu ai. Đó. Nhưng mà có một số người cũng lợi dụng em. Từ từ em mới mặc đồ con gái để tóc dài ra, nhưng mà em chưa có cho chuyển giới 100%, thì đâu có thể nào mà hoàn thiện được. Thì người ta chia tay em, người ta nói là em à, sau này á em mà có yêu ai á, trong cái hình hài con gái thì người ta sẽ tự tin đến với em hơn, mà người ta miệt thị em nhiều lắm. Cho nên từ đó em sinh ra cái hận đó là cái động lực cho em để em cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Rồi em một khi đã có tiền rồi em sợ đau lắm, sợ chết lắm luôn. Mà cái ngày mà em cầm tiền em đi sang Thái, cái điều đầu tiên là mình đã mất tiền rồi đó. Cái điều thứ hai là chịu nhiều đau đớn, nhưng mà em có đủ tiền em quá mừng, đau đớn bỏ qua một bên đi, về tính sao.
đó. Một khi em lên bằng mổ, em phẫu thuật xong rồi tỉnh dậy thì em đã là người con gái rồi, nhưng mà em chịu hành hạ, có những cơn đau quằn quại, rồi mà nó hành em, hành sốt của em nữa, thì cố gắng dưỡng thương với những sự chăm sóc tận tình của những chị bảo mẫu, những chị em trong giới dẫn mình đi, giúp đỡ mình tận tình với những kinh nghiệm nhiều năm. Từ từ em về tới sân bay là cũng đã 28 ngày rồi, em có thể cứng cáp đó. Em quen một người đó là bạn trai của em, chăm sóc em, thương em. Người đó là quen em trước khi trước lúc chưa chuyển giới nữa chị, nhưng mà em vừa mới chia tay. Cái mối tình đã được 3 năm 6 tháng 15 ngày. Ủa sao nhớ dài dữ vậy? Em nhớ chứ chị, em nhớ. Cái ngày mình gặp ta là cuối tháng 10, mà tới Tết Nguyên Đán là được 2 tháng rồi đó. Và nếu Tết Nguyên Đán năm nay nữa thì tất nhiên gần 4 năm. Bây giờ chưa tới thì đã chia tay thì 3 năm 6 tháng 15 ngày. Thì chúng em cũng chia tay trong vui vẻ, chúng em bây giờ cũng còn nhắn tin qua lại với nhau, khi nào mà có việc quan trọng thì điện. Nhưng mà trong cái quá trình mà em đi chuyển giới tại nước Thái Lan á, thì người mà ở bên cạnh em chăm sóc em là bạn trai em hả? Về tới Việt Nam á, bạn trai mới chăm sóc cho em. Cái thời điểm đó là ảnh đi làm công ty in, 4 giờ là ảnh thức dậy vậy đó, 4 giờ ảnh thức dậy ảnh nấu nồi cơm để đó, rồi ảnh ông cây cho em đó. Em tự nông không có được đâu, mình nhát tay, mình sợ đau, mình đâu có thể nào làm đau mà được. Còn ảnh là thức đàn ông, mà ảnh giọng vô cho em. Có ngày hôm nay cũng nhờ ảnh nhiều lắm, em mang ơn ảnh lắm. Nhưng mà chúng em hết duyên, em không hiểu sao luôn á. Cho nên là trong cái giới tính này á, là mưa ngày nào thì mắc mặt ngày đó, hạnh phúc ngày nào thì mình cứ trân trọng ngày đó đi là vui rồi. Nói chung thì cũng có nhiều, theo chị nghĩ giống như là ít khi nào mà chia tay mong lành mạng lắm. Em hiểu không? Em cũng biết cái gì mà trong cái tình cảm trong giới của chị em mình nó mong manh lắm, nó bị dễ vỡ lắm, nó như là nó không có trọn vẹn như tình yêu. Em nghĩ nói chung là hữu duyên đi, trai gái nhiều khi duyên nó còn không thành. Đến khi chị em mình thì mình gặp được một người đó mình trân trọng quý, khi mà hết rồi thì mình cũng trân trọng vào người đó nữa, em hiểu không? Dạ đúng rồi chị. Em nghĩ gì nè, gặp nhau là bởi do duyên, đi hay ở lợ bởi riêng mỗi người. Nếu chúng ta thương nhau thì có là cơ hội gặp nhau lần hai lần ba và tiếp tục. Còn chúng ta không thích nữa thì cắt đứt hợp đồng ngay và luôn. Cuộc đời có bao nhiêu đâu, một đời người mấy chục năm hà, hờn giận chi, hận thù chi, thôi chi bàn đó. Mình cứ sống một cái năng lượng tích cực lạc quan. Nếu mình hận thù, mình bực bội người ta, cái người đầu tiên chịu thiệt hại là mình. Tại vì mình mang cái tâm trí bực bội thì tất nhiên mình sẽ không có làm gì được cả. Đây. Nếu mà chị em có những người có cái tính mạnh mẽ như em như vậy, đâu có gì để nói nữa đâu em, đúng không? Dạ. Không chị, ngày xưa hả, em cũng hay bực bội, em ghét người này ghét người kia lắm. Cái thật sự em là con người mà em đâu có hoàn hảo đâu, em ghét người ta. Mà cái vụ đầu tiên là em thấy bực bội trong người em rồi đó. Thì giống như người ta nói là mình buồn nè, mình bực bội, mình u sầu là một cái liều thuốc độc mà uống lâu ngày đó, lâu năm đó. Hiểu không? Em cứ nhăn nhó mặt em hoài mà em thấy ủa nó nghe nè, sao mình phải bực gì người ta hoài vậy? Thôi nghĩ đi, thôi đừng bực, quên đi, quên ngay và luôn, không quan tâm nữa, không gặp nhau nữa thì đâu bực nữa đâu. Đúng rồi đó. Và ngày mai nè, em gặp một người nào đó yêu em mà em thích người ta thì em yêu lại, hoặc mà em đến được thì em mừng, mà em không đến được em cũng mừng. Lý do là sao? Biết đâu cái ngày đó mình buồn là sau này mình may mắn nha. Ồ. Đó, biết đâu cái ngày hôm nay mình không nên duyên với người ta là sau này hả mình thành công làm sao. Nếu nên duyên với người ta mà không bền thì gặp mặt nhau nó nhăn đùm, mà nó không có vui chị. Đúng rồi, đúng không? Mình thôi chi bằng á, mình làm bạn đi. À em yêu anh mà anh không yêu em bình thường lắm, không sao chứ. Đối với tình yêu hay là tình cảm cá nhân hay là tình tất cả mọi thứ tình luôn. Tất cả mọi thứ tình, mình thích thì mình đến, mình không thích thì mình đi. Đúng em rồi. Sống hoan hỷ vậy đó chị. Hồi đó hồi đó em không có tiền chuyển giới, cái em thương người ta, ta chửi em, ta nói trời mày nghĩ sao mày trai mày thương tao, cái em ghét người ta. Rồi về em nằm đêm em suy nghĩ ấy, em sai chị, em đâu có thể nào ép ta được. Đúng rồi, cái gu người ta đâu thích ăn nước mắm đâu, người ta thích ăn nước tương, người ta ép ta ăn nước mắm sao được. Đúng rồi,
sao mình ép người ta được. Đúng rồi chị. Mà giờ đây những người mà ngày xưa từng chê ba em đó quay lại được yêu em không đâu. Tại sao? Không, đó là một điều sỉ nhục cho em à. Sao vậy? Chứ không Thảo sao bà lão không thèm. Ủa ngày xưa mà anh chê em giờ đây em chuyển giới rồi, anh nói tiếng yêu em. Ủa vậy anh đến em vì cái tình gì vậy anh? Tình chị em. Không được. Ngày xưa em chưa chuyển giới, anh không đồng ý em mà giờ anh chuyển giới rồi, cái anh tự nhiên nói anh yêu em. Ủa yêu gì vậy? Anh vì cái gì? Ủa ngày xưa nó chưa chuyển giới quan hệ không được, bây giờ anh chuyển giới rồi quan hệ được, anh đến em vì tình gì? Phải tình dục không? Người ta đâu có yêu mình. Đúng. Cho nên em nói thôi thôi, em âm thầm lặng lẽ ngay và luôn, em hạ cánh an toàn. Rồi nếu mà em nói gì lỡ khi trên đường đời em gặp được một người ý chung nhân của em nói thì sao? Thì em đón nhận chứ sao chị? Đúng không? Là ví dụ như người ta thương em thương người ta, em đến và một ngày nào đó không hợp nữa, người ta nói thẳng em buồn á, buồn thật sự khó buồn, nhưng mà em cũng phải đó chấp nhận thôi. Mình cưỡng cầu cũng không được, mình ép buộc cũng không được, phải chấp nhận thôi. Gặp nhau là bởi do duyên, chúng ta là đi hay ở lại là mỗi con người quyết định đó. Con người ta sinh ra đó chị, đâu có phải ai là dành cho ai đâu. Đúng rồi. Chúng ta đi chung một chuyến tàu, chúng ta đi chung một chuyến xe, ngự thì xuống chợ Bến Thành, ngự thì về chợ Bà Chiểm, đi chung chuyến xe buýt thôi, đâu đi chung cả đời được. Vậy vậy em nói thiệt, em có lời khuyên dành cho mấy chị em trong cộng đồng là còn trẻ còn sắc thì gán làm gán gìn giữ. Một sau này ngã ngựa rồi á, người ta thương mình, người ta cho mình một phần nào đó thôi, chứ không ai lo cho mình đâu. Mình không chồng không con bởi vì gán làm mà dành dụm. Tiền không mua được tất cả, nhưng ít ra nó cũng mua thuốc, nó cũng đóng tiền viện phí lúc mình về già. Em sợ lắm luôn, Thúy Hằng sợ lắm luôn. Sợ cái cảnh mà sau này bán từng tờ vé số. Không phải là miệt thị, không phải người ta, không phải mình ghét người ta đâu, nhưng mà cái cuộc sống đó mình họ chịu không nổi đâu. Mình mổ xẻ rồi giờ bệnh. Ngày xưa em dầm 3-80 em không sao, mà giờ đây hả, thời tiết mà chuyển mùa thôi đó. Có mấy một hà mấy hạt mưa mà lất phất tới chị dính vô người em bệnh chị. Em dễ bệnh lắm luôn. Giống như là sức đề kháng mình yếu. Thì liệu rằng đó, mình về già mình bán trời nắng chang chang mà bán mấy trăm tờ giấy số sao bán nổi, bệnh chết luôn á. Giờ không đủ tiền uống thuốc quá. Em sợ lắm. Nói chung là Thẩm Thúy Hằng, cái đại khái của Thẩm Thúy Hằng giống như là kiểu là giống như là đã trải qua cái thời cơ cực đó rồi, thì em không có muốn quay lại cái thời cơ cực đó lại. Đúng rồi. Đó thì cũng đau đớn, Thúy Hằng cũng đau đớn, Thúy Hằng cũng nằm lên bàn mổ, thập tử nhất sinh ở trên bàn mổ, thì Thúy Hằng lại không có muốn quay trở về là cuộc sống cũ. Bởi vì hiện tại bây giờ là Thẩm Thúy Hằng cố gắng mỗi ngày để phấn đấu, để kiếm thật là nhiều tiền, để Thúy Hằng sau này để có một mớ vốn để an hưởng dưỡng già. Đó, nói chung chị em LGBT của tụi em á, có một cái là tự vương tự lập, là sau này chỉ có một mình ơn của mình thôi, chứ không có bất cứ ai để ở bên cạnh hết trơn, ngoại trừ gia đình mình, cha mẹ mình. Nếu mà trăm tuổi ở với mình thì được, chứ mà nói về mà tình cảm các kiểu rồi anh em rồi chắc không thể nào mà được đâu em. Dạ. Đó. Thì bây giờ thì chị sẽ hỏi tiếp một cái câu hỏi đó với em. Nói chung tình cảm tình duyên của mình thì tùy cơ ứng biến đi, duyên thì đến thì nhận, không duyên không bạc phận thì thôi, mình không phải chịu nữa, em hiểu không? Đúng rồi. Thì chị hỏi về tuổi thơ của em đi. Tuổi thơ của em mà khi mà phát hiện giới tính của em, cảm nghĩ gia đình của em biết em trong nằm trong cộng đồng MC của chị em mình, thì em nghĩ như thế nào? Gia đình á hả? Gia đình biết chị, gia đình biết từ nhỏ, nhưng mà gia đình cũng không có đánh đập gì nhiều, chỉ la thôi. Hồi nhỏ là em lấy mấy cái khăn nè, lấy mấy cái bông đồ, mấy cái chậu hoa đồ á, mấy cái hoa giấy, hoa nhựa đồ em cài lên đầu chị. Rồi em hay lấy đồ của mẹ em, của chị em mặc nè, em lấy khăn đồ em chùm lên đầu em giả bộ là mái tóc dài. Đó. Rồi gia đình chỉ la thôi. Rồi em đi học là 5-6 tuổi là em học mẫu giáo rồi, học lớp 1, học mẫu giáo chơi với con gái không à. Và thế là em học lên hoài, gia đình biết là chỉ la vậy thôi chứ không có cấm cản gì nhiều. Rồi em đi học em ghét nhất là môn thể dục chơi đá banh, đá cầu này kia, nắng nôi này, em chịu không có nổi, bắt em chạy rồi em chạy không có nổi, em xỉu lên xỉu xuống, em ghét lắm luôn đó. Rồi học mãi cho tới 12 đó, em đâu có làm gì nặng đâu. Và cũng chính như vậy bây giờ mới thương bản thân em thương gia đình em, biết ơn nhất là mẹ em, mẹ em đâu có bắt em làm gì nặng hết trơn á.
bởi vì cái bờ vai em nó nhỏ hơn người ta, nhỏ hơn chị em. Và giờ đây nè, em đã lớn khôn, em gần 30 tuổi rồi, em trưởng thành, là em là cái người mà em nợ nhất là mẹ em. Lý do vì sao? Tết, ngày lễ ngày Tết, gia đình em có bốn anh chị em, bốn anh chị em nó về rất là đông. Chị em thì về với chồng, còn với con, anh em thì cũng ở gần nhà đó, cũng đi lại nhà mẹ em mừng tuổi là có vợ, có con. Ủa mình anh em mà, mình anh em mà. Em không có chồng cũng không có con, và em cái người em nợ nặng nhất là mẹ em. Mà mẹ em năm nay đã 72 tuổi rồi, sống không có còn bao lâu nữa đâu. Cho nên là em chạy đua với đồng tiền. Em chạy đua với đồng tiền để làm chi? Em bù đắp cho mẹ em. Là ví dụ như là mùa mưa này chị, em cũng phải sửa nhà cho mẹ em này kia. Em mới sửa nhà xong rồi đó chị. Đó, em nói chung là em bù đắp cho gia đình em. Em lo cho cháu em lo cho mẹ em cái giá mà tốt nhất có thể trong khả năng của em. Tại vì sao? Em suy nghĩ vậy nè, nếu như em là một thằng con trai, giờ đây em 30 tuổi, em có vợ, thì vợ con em năm nay cũng 5-6 tuổi rồi, có thể là say vặt rồi, mẹ em cũng có cháu nội, giờ đây em đâu có gì đâu, em cô thân độc mã à. Đó, Tết đó hả, bu về đông quá trời, còn em á hả, mình nên. Bây giờ em chỉ biết cách là em lớn rồi, thì em không biết, bù đắp bằng cách nào nữa. Em giờ em rất là ham con, nếu mà em mà có khả năng đẻ được, em sẽ đẻ một đứa con gái. Và sau này Thúy Hằng mà có chồng cũng như có điều kiện là Thúy Hằng sẽ dắt chồng của Thúy Hằng đi thụ tinh nhân tạo, đẻ cho Thúy Hằng một đứa con. Và sau này cái người đó nếu như mà có chia tay thì nói à, chúng mình chia tay trong vui vẻ, anh đi đâu anh đi đi, con của em, tiền của em lo cho anh, từ đó tới giờ thì anh có thể đi kiếm vợ mới, có con mới, mà con em anh trả cho em. Hiểu không? Em thích lắm, em thích con gái lắm. Gái dễ mặc đồ, để tóc dài, mặc đầm, đồ làm đẹp cho nó được, đúng. Đập tóc đủ kiểu cho nó được. Em mê lắm, em thích lắm. Thì giống như là Thúy Hằng cũng đã chia sẻ với Vy hôm bữa là nếu mà bây giờ biết về lúc đó thì em cũng đã để dành cái tinh trùng. Trùng. Đúng rồi. Thì nói chung là vội vã hấp tấp quá hay sao em? Em ngại. Em ngại. Thời điểm đó đó. Có những người chị nói là em nên là tích trữ tinh trùng, vô bệnh viện tích trữ tinh trùng, một năm chỉ có 1,8 triệu thôi. Nhưng mà em ngại, em mắc cỡ, trời ơi, thôi mình tóc dài rồi, mình là con gái mà tự nhiên đi vô, nói trời ơi bác sĩ ơi, em tích trữ tinh trùng nó ngại em lắm, em nói thiệt, em ngại. Rồi em nghĩ là em cũng sợ một điều, nó sợ con em sau này đi ra đời mặc cảm. Nó đi học lớp 1 hay là cấp 1, cấp 2, à, mẹ mày bê đê. Mẹ mày bê đê rồi, mẹ mày đi đẻ ra mày, mẹ mày lấy tinh trùng kia đẻ ra mày, để khi em sợ con em có một cái tuổi thơ nó bị bạn bè trêu ghẹo mặc cảm, cho nên là bạn bè nó sẽ không hiểu, rồi từ đó nó bị trêu ghẹo, nó hận em sao. Em sợ lắm, thà là em xin con nuôi. Và giờ đây em suy nghĩ thấu đáo hơn thì em hối tiếc. Em đi khám thì bác sĩ nó không có tinh trùng, sao sánh. Lúc mà họ em chưa phẫu thuật đúng không? Ngày xưa là em có tinh trùng, nhưng mà em phẫu thuật rồi, tinh trùng đâu ra nữa chị. Nói chung là Thẩm Thúy Hằng, giống như là kiểu là muốn để dành cái tinh trùng đó để có một đứa con. Thì bây giờ thì do tại bây giờ em đã đi chuyện muộn rồi, thì thôi kệ đi em, coi như là mình không có mắc nợ con cái đi. Dạ. Thì biết đâu mà sau trên đường đời của Thúy Hằng thì gặp một người đàn ông tốt, thì cũng Thúy Hằng cũng sinh con nuôi cũng được. Dạ, em cũng mong điều đó sự thật. Đúng rồi, nói chung con nuôi con ruột gì đứa nào đó, mình có phước thì mình gặp đứa đó có hiếu là được rồi. Mình thương nó thương mình nè chị ơi. Bây giờ mình nói chuyện đơn giản thôi. Mình gặp con chó mình cho nó ăn đi, rồi chiều mình đi làm về nó gặp mình nó cũng quẩy đuôi nữa chị. Đúng rồi. Bây giờ mình gặp con chó thì mình đánh đuổi, mình lấy cây mình quýnh nó hoài nó cũng cắn mình. Hiểu không? Được hiểu không? Đừng nói chi con người đó, con chó còn vậy, đừng nói chi con người, làm người cái gì cũng có một cái tình. Đúng. Đúng không chị? Dù cái người đó hung dữ hay hiền gì, chúng ta cũng đâu có một chút xíu lương thiện, một cái tình trong đó. Em tin rằng với cái sự chân thành, với cái sự bao dung, em hết lòng với nó sẽ thương em. Đúng là Thúy Hằng nó cũng đúng, thì tao đâu đó cũng còn một chút tình người mà em. Nếu mà gọi là không có tình người thì còn con gì để nói nữa đâu. Dạ. Thì nói chung thì Hằng Thúy Hằng rất là... Hôm nay là thật sự là hôm nay VV rất là may mắn khi mời được Thúy Hằng đã xuất hiện trên kênh của VV. Thì nhiều lần cũng là nhậm hỏi Thúy Hằng cũng sợ, là nghĩ là người ta biết em vậy ngại không chị, thì không sao đâu em, cứ vui vẻ bình thường.
đó đúng không em? Dạ. Thì thậm chí là có thể là em chia sẻ là khi mà em ở dưới quê, lúc mà em chưa ở dưới quê mà khiến cái điều gì động lực là em sẽ lên Sài Gòn em lập nghiệp. Ở dưới quê hả, đâu có công ty gì đâu chị, 18 tuổi em lên Sài Gòn, lên Bình Dương em làm công ty gỗ. Làm công ty gỗ hả, cực quá em chịu không nổi. Rồi em làm công ty may, công ty điện tử mà ngộ lắm, em đến công ty nào công ty đó phá sản Sao hết vậy? trơn. Không hiểu. Em vô công ty người ta làm được cứ 1 2 tháng như đó, được 1 2 tháng người ta cũng trả lương cho em ngon lành, từ từ cái công ty đó không có đơn. Không ai đặt hàng nữa. Cái công ty người ta đuối, người ta sa thải. Người ta sa thải em tại em đi công ty khác làm thời vụ. Đó. Mà em đi đến công ty nào hả, công ty nó gặp trục trặc à, mà chứ người ta khó khăn, người ta đã tiền người ta trả mình, người ta sa thải mà đâu sa thải mình, nên em đâu sa thải mấy trăm người luôn. Vậy là phải là một mình, đâu phải là do em, tại vì em mà phá sản đâu em. Thì đó đâu phải do em, nhưng mà đi 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 công ty ta mấy ngàn người mà sa thải tới 500 người đó, mà trong đó 500 người đó có em, Rồi thì em liên lụy 499 người đó đủ chung. nói tiếp nói em lên Sài Gòn em lập nghiệp, thì tính tận bây giờ là em có được một cơ thể hoàn toàn là người phụ nữ luôn, Đúng đó là một rồi, sự rất là gọi là rất là ngưỡng mộ em. cực lắm chị ơi, người ta thấy kết quả của mình chứ đâu ai biết mình trải qua những gì đâu đó. Ví dụ như mình đi hát đi hò đồ này kia, mình đi sớm về khuya đó hả, mắc mưa thấy bà luôn, về bệnh đó. Em là em đang bệnh nè chị, em đang cảm nè, cái tiếng nói với em cái em bị cảm nhẹ thôi chứ không gì, tại vì mình uống thuốc cũng hết thôi, thì sức đề kháng mình yếu, mình dễ bệnh mấy cái bệnh lặt vặt á. Nói chung là bây giờ thì chị cảm thấy giống như là, nói chung mọi người có biết không, lần đầu tiên Vivi gặp Thúy Hằng á, Vivi cũng đã xem clip Thúy Hằng ở trên kênh YouTube của cái kênh khác, thì thấy sự xuất hiện của Thúy Hằng chỗ đó, Vivi rất là gọi là trời ơi, sao một người rất em rất là dễ thương, với là chị không biết em bao nhiêu tuổi, thì bây giờ mới biết là Thúy Hằng nhỏ hơn Vivi rất là nhiều, cho nên là gọi là anh chị em với nhau đó, được rồi đó, mà làm Thúy Hằng cũng biết Vivi đúng không, em biết chị đúng không? Dạ biết chị, em biết chị mùa dịch á, chị bán cho Vũ Thu Phương. Đúng rồi đó, thì bà ra cái bà hỏi ủa chị Vivi hả, cái nói ừ em, rồi hai chị em mới tương tác còn nói chuyện khùng điên ba chợ nghe em nhớ không, Dạ. thì đó rồi xong rồi cái mấy chỗ bé này từ nhà phải mình phải bắt nắm nó bằng được, thì mà phải phải chiêu dụ nó cỡ nào, phải lên kênh của Vivi một lần, Dạ. rồi xong rồi tới Thu Phương bạn chị cũng đã khen Thúy Hằng rất là nhiều, khen rất tội Vivi ơi Thúy Hằng dễ thương quá, thì hôm nào giống như là cũng mời chị em đi chơi này kia nọ, em dứt kinh chị nè, em lên lên kinh chị nè mời đi, thậm chí Dạ. thằng nó tươi đó, nó có thể nó biết tương tác, nó biết hát giọng cổ luôn, nó biết hát luôn, Thu Phương kia vì cũng hối thúc BB sẽ quay thẳng của Thúy Hằng để lên kênh của BB ngày hôm nay đang ngồi trò chuyện với BB với lại mọi người đây nè, thì bây giờ Thúy Hằng có thể nào tặng cho các cô chú anh chị trên kênh của chị một ca giọng cổ được không? À, em sẽ tặng bài và bài hát được mang tên Sân ga chỉ có một người nghe. Đêm xuống sân ga sương cuối thu lạnh lùng, nghe dân đưa xa xa hỏi còi tàu lắm trong ngàn cây, cách này đã qua bao ngày mà vẫn còn thức tha chờ mong. Cầm đàn ta ngồi xó từng cung phím, tiếng thâu buồn từng cung ai quán ơi ai đây, nắng mưa đã qua bao ngày mà vẫn còn xót xa chờ mong, xin có ai quay về đừng quên rằng quê hương chờ mong. Chết bị lộn lời chị ơi. Rất là hay nha chị ơi, với chị xung quanh hay khen kìa, cảm ơn chị nha. Rồi Những chuyến tàu rời khỏi sân ra khuất dần trong bóng tối, thu đến thu đi một người mà đây cho hết rồi, lại bị dắt rồi chị ơi, lại em lại run quá. nói chung lần đầu tiên Thúy Hằng cũng như là kêu nó diễn khùng điên ba chợ rồi đó, nó làm lẹ lắm Đúng đúng không, mà rồi. ngồi mà dọn nói chuyện chỉnh chề, em cứ tự nhiên cứ thả lỏng đi, em cứ phiêu lình lên hiểu không, em cứ thả lỏng bình thường. Thà kéo toan em kéo dễ lắm chị, còn cái này xem run quá, ngồi trước ống kính em không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Hàng trăm khán giả đang xem em luôn á. Trời đất ơi, dữ gì hả chị? Đúng rồi, Trời giờ em hát, ơi. mình hát lại đi, vô action. Chiều nào anh với em nép bên thềm mưa hai đứa xem, dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm nhưng em khó quên, ngồi bên nhau trú mưa biết em về đâu ai đón đưa, đường xa chân lối thưa
chúng ta cùng đi chung với nhau. Còn 16, còn 16, còn 16, còn 16. Sau đêm này và ngàn đêm nữa thôi, anh vẫn yêu một mình em. Tình ban đầu thường hay dở dang, yêu làm chi cho khổ đau triền miên. Tình là gì người hay nói đi, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Con số 10, số 10 nguyên, số 10 nguyên. Đó hay quá trời, hát rất là hay, xuất sắc nha mọi người nha. Nhưng mà sao hôm nay chị cảm thấy em như là một con người rất là khác lạ luôn á. Khác lạ chỗ nào chị? Ý như là em gọi là kìm hãm được cái năng lượng của em xuống. Em như em như là em từ từ tốn hơn chứ không có như mọi ngày nha mọi người nha, rất là kỳ luôn. Em ngại hay sao? Em ngại, thứ nhất là em ngại, thứ hai là em bị khớp. Chứ ngày xưa em đi học á là phụ giáo viên nói với phụ huynh em á là em bị tăng động. Đó, và em ra đời em mang danh là gái quậy. Gái quậy. Em quậy lắm, em lóc chóc lắm, em quậy lắm, em lóc chóc lắm. Em thuộc về cái dạng như là những cô gái cá tính á, quậy gì đó. Và cái thần tượng của em là cô Hài Kiều Oanh. Trời ơi, Kiều Oanh dễ thương đồ tiếu tiếu vậy đó, em vui lắm. Tại sao? Ai mà ở chung với em là rất là thích em nha. Người ta thích nghe em nói, tại vì em hát, em hò, em múa lăng ba, lăng tư vậy đó, em vui lắm. Còn mà kêu em làm gái dịu dàng thì mày im du, em ngứa ngáy, em chịu không nổi. Mà vô đây cái môi trường này sao em ngại quá trời. Từ từ cũng quen rồi bé ơi, từ từ là em sẽ được rồi một như là kìm hãm được cái năng lượng của em, tiết chế rồi em chút xíu để em control lại, hiểu không? Dạ. Và em sẽ bung tỏa hết cái năng lượng. Rồi những lúc em vui vẻ, em náo nhiệt, em tích cực như vậy thì có những lúc nào mà em bị trầm tư không? Có chứ chị. À, em đi về nhà thì em ở mình nên thôi. Ngày xưa em ở với bạn trai em, giờ đi chia tay rồi thì em ở mình nên thôi. Em có nuôi ba con chó nữa. Nuôi ba con chó rồi đi về cái lo nấu cháo thịt bằm được cho nó ăn, tắm rửa đồ xong rồi em vô phòng em nằm thì em nằm mình nên thì em buồn em đâu có chị làm đâu, em cao kê. Còn mấy là em nghe lô tô nè, những câu về, những câu hát, những bài hát nào đó em học theo. Cho nên á là em học lớn á, em đâu có qua trường lớp bài bản gì đâu. Đó là bản năng. Em đâu có thuộc bài gì đâu, nhiều khi em hát bài này em sắn qua bài kia em sắn qua bài nọ, em chơi liên khúc với samba không hả chị? Còn coi phim sao? Coi phim sao? Coi phim hả? Coi phim á thì cũng cà chặt cà ruột gì đó, cái tập 1 rồi tới tập 50 chứ. Sao coi kỳ vậy? Tao coi tập 1, tập 2, tập 3 nó sẽ liên tiếp em mới hiểu hơn. Tự nhiên coi tập 1 hiểu với tập 50 sao em hiểu? Rồi bốn mấy tập đó khi nào mới xong? Trời ơi, coi gì con chi vậy bà? Thôi cái kết cuộc cái ai sống ai chết. Trời. Em thích cái em biết cái gì là hậu cung như ý truyện rồi đó. À. Trời ơi. Nó còn mắc cười đó mọi người, nó coi được tập 1 tập 50 là xong rồi đó. Rồi vậy coi chi vậy trời. Với mà em khoai cái nào mà nó nổi với chị, đúng không? À. Bổn cung chưa có làm hoàng hậu ngày nào, nhưng người ngồi chiếm kệ nơi đây lại là bổn cung. Ê, đây là hát cái lương hò hò câu được không biết hò. Hò bài gì giờ nó tắt ngang, giờ không có chuẩn bị bài dở không thuộc chị ơi. Bởi vì đó tất cả đó em là điều tự nhiên. Thì hồi nãy nó có hỏi em gì câu vậy nè, Thúy Hằng á, ủa chị Vi ơi, à, chị quay em chị hỏi gì dạ, chị nói gì dạ. Cứ ngồi đó đi, chị hỏi cái gì trả lời cái đấy, chứ chị không có biết kịch bản là cái gì luôn. Nói chung là em sẵn vô em quay đại nó, trời mọi người biết không, em phải bắt nó liền. Để không nó nhảy lung bung là em không bắt đầu em kiếm nó liền luôn. Hồi bữa nay em đi kiếm nó, mọi người có biết là em đi kiếm nó từ chỗ này qua chỗ kia qua chỗ nọ. Em đi truy lùng nó ra có cuộc bà chồng đó, em đánh ghen con nhỏ này. Rồi nó sợ nó gọi điện thoại em, nó trời ơi chị đi kiếm em quá trời luôn ơi, Hằng ơi, nó trời ơi chị sợ em đánh ghen đúng không? Dạ đúng rồi chị. Tao nói trời đất ơi, mình có yêu ai đâu, mình có vụ gì đâu mà drama nữa, trời ơi, ách giữa đàn mang vào cổ quan cho em. Trời ơi, tại sao em không nghĩ cái hướng khác là chị đi kiếm em có chuyện khác, sao phải đánh ghen đâu bà nội? Bà Châu nói. Trời ơi, đúng lại con miệng bà Châu bán nước ra luôn. Bà Châu nói. Bà Châu nói trời ơi, nó lại đây nó hỏi có ngàn không, có ngàn không, có ngàn không. Tao mới sợ, tao tưởng đâu mày thiếu tiền nữa, tao nói má tiền gì thiếu má. Cái bánh nó còn xin số điện thoại mày nữa. Mà với một cái tư cách ngầu lắm, tao sợ đây nó nắm đầu mày, nó quýnh mày, ủa gì chị trời. Trời đất ơi, bà làm nha, còn hơn là phim kiếm hiệp nữa. Em mới gầu, em nói trời ơi, mình đâu không biết mình có hổn hào, không biết mình vẫn chơi, mà bà này bà hiểu lầm mất không.
chị em ít lòng thật sự mà nói á, à, kiếm ăn không lo, ai đâu lo kiếm chuyện mà mình đâu có nói gì đâu đó, cho nên thật sự là em đi kiếm nó để em quay clip đó, kiếm quay clip trơn, em năn nỉ nó hết lời luôn. Thì lúc đầu bảo cũng ngại rồi, mới không dám lên, thì hôm nay bảo nó xuất hiện là thật sự em rất là vui. Thúy Hằng là một cái nhân tố, một cái người mà gọi là cần phải những cái khai thác đồ để lên, để cho em có gọi là cuộc sống vui tươi hơn. Thì sau này là em có nghĩ là em sẽ mở một cái vô một hay là em vô quốc đoàn lôi tô này em hát không? Trời ơi, chị biết không, ngày xưa em đi loạn lô tô hả, em như một bông hoa mới nở, năm đó em 22 tuổi, đẹp dữ lắm, đẹp luôn, đẹp hơn giờ đó, bây giờ là mập rồi, xấu rồi. Cho mình đi bán vé không, không cho đứng trong cánh gà nữa chị, không sao cho vậy? Đứng trong cánh gà nữa. Sao vậy? Rồi em lên hát thì chắc mấy bả đi về quê quá à. Không cho đứng lên cánh gà luôn, tàn là sai giặt không, tàn đóng vai nô tì không, không cho hát dù chỉ một ngày. Mà con chủ đoàn nó thấy ông đẹp gái, ông giống gái quá, ông mê chị. Thế em làm bà chủ luôn. Trời. Vậy là thì quen anh ấy. Ông ghen quá trời, ông đòi cắt cổ không, em bỏ đi chứ làm sao. Ủa vậy hả? Khùng dữ lắm, khùng. Ok, đi nói chung là học ngang bạc phận. Vậy thì tới ngày hôm nay thì chị nên nghĩ là giống như là kệ đi, mình đừng có nghĩ tới chuyện tình cảm, tới đâu hay tới đó, bây giờ mình cứ sống mình cứ vui vẻ. Em vui ngang lắm chị, em vui lắm, em buồn phải không, là em đi mua sắm, em chạy lang bang ở ngoài đường vậy đó. Đó, đâu ai cấm cản em đâu. Đó, bởi vì em đi lang thang vậy đó, bởi chị kiếm em sao gặp. À. Em đầu này chị đầu kia, em lại đầu kia chị đầu nọ, mà chị đi đến vừa địa điểm đó, em vừa rơi đấy sao gặp, không bao giờ gặp. Tung bay lẹ lắm mọi người ơi. Thì nói chung bây giờ chị với em cũng vậy, chị em mình chung màu áo, bây giờ đừng có nghĩ chuyện tình cảm hay là cái gì hết trơn á, mình cứ vui vẻ sống như hàng ngày. Nhưng mà có thì đến, thì đến, ở đi thì tiện, đúng rồi, không quan trọng. Với lại mà đôi khi không có cũng buồn thiệt nha, cũng thèm, không phải thèm gì đâu, trời ơi, thèm là sao, nó trời ơi, Giáng sinh nè, sinh nhật rồi này kia, ta đi với tình nhân kìa, mà bánh bèo nó như con mèo ướt, nó còn có ghề, còn mình, trời ơi, như bà Hoàng vậy mà em tại chuyên diện mà, em chuyên diện không phải là em đẹp đâu, em không có nói em đẹp, đừng hiểu lầm em, mà chắc em có đẹp là em đẹp hơn cái quá khứ kìa, ngày xưa em xấu lắm, ngày xưa em ốm, nghe chắc cho cỡ 40kg, mà giờ em 6 mấy kg đó chị, mập lên đó chị. Nhưng mà rất là đẹp, Thúy Hằng ở ngoài đời rất là đẹp, rất là gọi là sexy luôn. Sexy thiệt mà, chị có sao chị nói vậy, tướng Nguyễn còn mê em nữa mà. Thôi nói chung thì chị cũng cảm ơn em đã đến với buổi tập ngày hôm nay của chị. Dạ. Đã chia sẻ những cái điều trong cuộc sống của em, thì mong em cũng sẽ xuất hiện nhiều lần và nhiều lần nữa tiếp nói của chị, hoặc là những chiếc kênh khác cũng vậy. Dạ. Thì mong em sẽ giữ được cái năng lượng như vậy, cũng vui vẻ mỗi ngày, mang đến niềm vui cho mọi người. Dạ. Trong cuộc sống nói chung là Thúy Hằng gọi là cũng em cũng gọi là giải trí luôn đó. Giải trí hả chị? Giải trí có nghĩa là làm đem cho người ta những tiếng cười, đem những cái tích cực cho người ta, hiểu không? Chứ không, dạ, không phải là em hiểu làm những câu nói, chị hiểu ý chị hiểu với nói không? Em hiểu chứ, em hiểu, ai cũng nói em hài hết trơn á, tại lý do làm sao là em là kéo toan, em kéo toan giỏi lắm luôn. Đúng rồi. Kêu em ngồi nói từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, nói tào lao bác xế mà bao hài bao vui là em nói được đó. Nằm chìm bao thấy con gà mà trống gai, ngước lên cao em tưởng chừng mà còn o, em thò tay vô em bỗng nghe giật mình, 39 39 39 39 em qua bắt tay đô mua kỹ chơm chơm, vui duyên dáng em trao nên muốn quen em, chơm chơm ngọt như là tiếng rau, anh ăn vào nghe lòng xuyến sao, thương con tàu mỹ thần mà quan hôn, còn số 4 còn số 4 còn số 4 họ đi họ thử thôi, họ sao giờ họ thân nhà nóng ruộng đồng khuya sớm, mưa nắng đêm ngày mặt nắm tay chai, phận nghèo nào nghĩ tới ai, chữ duyên chữ nợ họ, chữ duyên chữ nợ biết ngày nào nên. Hay quá mọi người ơi, nói chung là cái này là em biết em tự học lớn luôn á hả? Em nghe trên mạng đó, em nghe YouTube đó, rồi cái đầu em bắt chước theo chứ em đâu qua trường lớp gì đâu, mà không có thuộc bài. Nó giờ hát khùng điên ba chợ hát được đúng nói không? Nói tào lao không à, hát lan về đẹp là một lát sắn qua tướng cướp si tình luôn. Trời ơi hay dữ vậy trời. Tào lao vậy đó. Nói chung là đây là một gọi là tự, nói chung là tự suy nghĩ ra luôn, không có qua trường lớp nào luôn, nói chung là một cái
cái biệt tài của Thúy Hằng đó mọi người đó. Thì hôm nay chị cũng rất là vui khi em mới đến với trên kênh của chị. Thì em có gửi lời chúc tất cả cô chú anh chị trên kênh của chị không? Dạ, lời cuối cùng em xin là chúc cô chú xấu anh... là cuối cùng gì? Là sắp ao mà phải không? Ừ, là gửi là thân thương, được cái cuối cùng. À, là em xin gửi lời thân thương gửi đến cô chú anh chị trong và ngoài nước của kênh BB Cá Viên Chiên, lời chúc sức khỏe và lời và làm ăn phát tài. Rồi mọi người nhớ đón trên kênh của em. Kênh của em kênh nào? Hay lộn, đón trên kênh của chị để coi. Đúng về rồi. Em để mọi người sẽ... ơi, mọi người hãy đăng ký cũng như là subscribe thường xuyên thường xuyên xem kênh BB Cá Viên Chiên để BB tăng lực view lên ha BB ha. Đúng rồi, em xin chị xin cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem kênh YouTube của BB Cá Viên Chiên. Thì thời lượng BB cũng đã dài rồi, thì BB xin cảm ơn đã buổi ngày hôm nay đã đến với sự góp mặt của Thúy Hằng ngày hôm nay. Thì BB xin cảm ơn các cô chú anh chị, nhớ đừng quên mà like và subscribe cho kênh BB Cá Viên Chiên nha. Thì BB sẽ làm nhiều tất cả chủ đề khác cho mọi người cùng xem. Sắp tới BB sẽ như là sẽ quay nhiều hơn, sẽ up cho mọi người xem nhiều hơn chứ không để cho mọi người chờ đợi nữa đâu mọi người. Thứ lỗi cho BB nghe là BB còn công việc khác nữa đó, thì đến thời lượng kết thúc nha em nha. Dạ đó, mời chào mọi người đi em. Dạ em chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nha.